Dạ rồi, đến hẹn lại lên. Dạ rồi, em Nghĩa xin mến chào toàn thể các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với bên em Trung Nghĩa mới Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 18 tháng 12. Thì em cũng tranh thủ lên video mới cho tất cả các bác. Hôm nay em tranh thủ lên cho tất cả các bác là có 10 cái máy cắt cỏ duy nguyên bản quả Nhật, 3 con máy bơm mini, 4 con máy cưa xích tay dài. Các bác xem qua kênh của bên em lần đầu thì luôn nhớ ấn like, đăng ký kênh, ấn chuông cho tất cả để cập nhật những video mới nhất từ bên em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và ngoài ra thì có bác nào mà thường xuyên xem kênh của em thấy yêu quý thì có thể rảnh tay thì có thể chia sẻ nút kênh của em lên nói chung là Zalo hoặc là Facebook cho các bác khác cùng biết nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác có 3 con máy bơm mini này thì và 3 con máy cắt cỏ hàng 4 tỷ. Và có con công suất lớn, con này là con Shindawa, con này dòng 38 ly các bác nhá. Một con máy Huvala Thụy Điển. Một con máy Echo, con này con này là con Robin. Con này Robin công suất 34 ly, hai con Echo trợ lực này. Con này dòng 34 ly các bác nhá. Và ngoài ra thì bốn con máy cưa xích tay dài. Đấy. Cũng rất là xịn sò, giá vừa rẻ luôn. Đấy, cực kỳ rẻ. Và ngoài ra thì cũng có một cái đầu máy cho các bác luôn. Có anh trai anh hỏi là anh đang yêu, nói chung là muốn học cái khám phá đầu, nói chung là về cái máy, cái dòng máy cắt cỏ ấy, thì em cũng tranh thủ lên cho các bác là có mấy các anh trai đấy một cái đầu máy. Cái này là con số K18 nha. Em lấy mã hôm nay là mã chữ K. Đây. Con này còn nguyên zin. Nói chung là về anh ấy thì muốn nói chung là mình yêu khoa học ấy thì mình có thể tháo ra mình kiểm tra, nói chung là mình cũng mày mò mình có thể sửa chữa được đấy. Giá về để các bác nói chung là lấy phụ kiện thôi đấy. Còn bố biết lửa điếc đầy đủ hết nhá, nòng hơi đầy đủ nguyên zin đấy. Đầy đủ hết, có chó này, bình xăng dưới này, tất cả đầy nguyên zin, hơi hám rất ok nhá. Đấy. Đây, hơi hơi chắc khực luôn đấy. Giá của nó chỉ 150.000 thôi. Về giá này thì em đã hoàn toàn bao ship cho anh rồi. Đấy, anh thấy ok thì báo em nhá. Rồi, khi bác mua hàng ở bên em thì số điện thoại của bên em là 0947 nhá, 594678. Số này có sử dụng Zalo nhá các bác nhá. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa mới Nhật Bãi. Và đặc biệt hơn nữa là các bác mua hàng ở bên em thì bên em sẽ không lấy cọc của các bác, không lấy cọc nhá. Đấy, các bác được quyền kiểm tra, test nổ, nhân viên của bên em sẽ đợi các bác test nổ xong kỹ càng rồi mới thanh toán cho nhân viên bên em. Đấy. Và ngoài ra khi các bác mua hàng máy cắt cỏ bên em nữa thì em sẽ bao ship hoàn toàn, máy về tận nơi các bác được quyền kiểm tra test nổ và đồ đạc thì em đã tặng đầy đủ cho các bác 6 đến 7 món. Thứ nhất là tặng cho các bác một cái dao dài này, dao này là cái dao phạm quang 3 tấc. Đấy. Một cái tiếp mở hai đầu 13 19. Một cái lục giác 4. Một cái dây đeo. Một chai nhớt nhỏ. Và một cái bát cước. Ngoài ra thì các bác không lấy dao dài thì em sẽ tặng cho các bác một cái dao tròn. Dao này zin nguyên bản của Nhật thêm các nhá. Cái dao này các bác thấy tình trạng con này rất là mới này. Lâu lâu mới hiếm có một con dao nó mới như thế này. Cái dao này nếu mà xuất bán trên thị trường mà một con dao zin nguyên bản của Nhật như thế này thì nó rơi vào khoảng tầm 200 ngàn một con. Đấy. Zin nguyên bản luôn. Đấy. Và ngoài ra thì bên em có bán kèm theo cho các bác là nhớt nhá. Có đầy đủ luôn. Nhớt của nó là bên em thường thường sẽ bán cho các bác là loại nhớt Anger, loại nhớt đặc đặc này. Đấy, giá của nó là 100 ngàn một chai. Và bán cho các bác là có bơm mini luôn. Bơm này để các bác gắn vào đầu máy cắt cỏ đấy. Các bác khi đến mùa máy cắt cỏ thì các bác có thể dùng máy cắt cỏ, còn không thì các bác lắp cái này vào cái bên đầu bơm này vào. Các bác thì bơm nước hoặc là sử dụng gia đình tưới rau, tưới đồ hoặc là bơm nước từ dưới ao, dưới hồ lên. Cực kỳ ok. Nói chung là giá cũng chỉ khoảng 135.000 thôi, đã bao ship cho các bác. Đấy. Và ngoài ra thì có bán bát xích lớn hai chấu nhá các bác nhá. Bát xích này giá của nó 150.000, lồng gom cỏ 100.000. Đấy. Và khi các bác mua máy bơm hoặc là máy cưa xích em đều đầy đủ tặng cho các bác là giũa này, tiếp mở hai đầu này, rồi một chai nhớt nhỏ này, nói chung là đầy đủ hết cho các bác yên chí. Nói chung là trong khi live thì em sẽ báo rõ số lòng số ni từng cây và test nổ giật máy luôn trực tiếp cho các bác xem luôn đấy, để các bác yên chí hơn khi các bác chốt máy ở bên em. Các bác yên chí làm bên em là bao cho các bác là thứ nhất lòng hơi này, rồi zin nguyên bản này. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa Nhật Bãi và địa chỉ của bên em là huyện Đắk Gờ Long, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông các bác nhé. Đấy rồi, khi các bác mua hàng thì bên em sẽ cam kết cho các bác là ví dụ như về nhà mình sử dụng hoặc một vài tháng gì đó mà chẳng may nó bị hư cái này hư cái kia thì cứ báo bên em sẽ cố gắng em tìm cho các bác yên chí nhá. Đấy. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác là lô chữ K nhá, lô chữ K rất là đẹp. Lô hôm nay thì cũng rất là ok, xịn sò luôn. Có 4 thì, có 2 thì, có bao lô, có bơm nước, có cưa xích đầy đủ luôn. Giống như các bác đi chợ ở bên Nhật Bãi luôn. Rồi, hôm nay em tranh thủ lên cho các bác là lô chữ K, con K1 con đầu tiên thì con này là con số tên của con này là con Mitsubishi T110. Con này thì nòng nó là 22cc và nòng nó là 32 ly thôi các bác nhé. Con này thì thích hợp cho các bác cắt cỏ gia đình hoặc là bơm nước
sử dụng gia đình máy nhỏ nhỏ nhẹ thôi, cắt cỏ khoảng tầm 20, 25, 30 trở lại thôi. Đấy, con này thì cắt nói chung là số lượng vừa tầm chứ không phải cắt cỏ lớn nhá. Con này thì tất cả lòng hơi đều di nguyên bản và chế chiếc này, tất cả là lòng hơi rồi bô biếc, bình xăng dưới đều zin nguyên bản của Nhật nhá. Và con này nó chỉ nặng khoảng tầm 4 kg rưỡi thôi các bác nhá. Đầu bò chấn cỏ con này đều nguyên zin hết, con này zin nguyên bản 100% cho các bác luôn. Nó đi hoàn toàn là bố tum niền. Đấy. Em sẽ test nổ các bác nghe thử con này nhá, con K1 nhá. Rồi, tình trạng máy nổ rất là ok các bác nhá, rất là gắt. Con này thì cách sử dụng của nó thì các bác cũng lưu ý giúp em là một số dòng thì nó có cái vú bơm ấy, các bác trước tiên là các bác bơm vú bơm này, xong rồi các bác đóng e lên. Rồi các bác giật nhá, giật xong rồi nó nổ rồi các bác đóng e xuống. Đấy, tất cả các dòng máy cắt cỏ nó đều ngang ngang như thế. Như cái này cũng vậy. Con này thì con Maru này thì các bác đóng e lên, nó giật nổ rồi các bác đóng e xuống. Và con Echo này thì các bác đóng e ra sau và đóng e ra trước. Đấy. Rồi, con số K1 lòng nó 31 ly, giá con này là 1.200.000 các bác nhá, 1.200.000. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K2, một con máy hiệu Maruyama. Con này thì con này công suất của nó là 23cc và lòng nó là 33 ly các bác nhá. Con này thì sở hữu cái chế của nó là chế ring nguyên bản, chế con Maru, chế TL2 kim nhá. Và lòng hơi này, bô biếc này. Và đặc biệt nó sở hữu là có cái giật trợ lực lớn nhá. Con này thì kéo rất là nhẹ nhàng, dễ nổ. Độ nặng con này thì nó rơi khoảng tầm 5 kg rưỡi các bác nhá, 5 kg rưỡi. Rồi em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Rồi, con này có số K2, một cái máy lòng 33 ly hệ Maruyama. Đây, tên đầy đủ của nó này, Maruyama này. Đấy. C110. Con này thì tất cả đều nguyên zin, đi hoàn toàn bố tum liền, chế qua một rồ, chế hai kim nhá. Và nói chung là cái này thì thích hợp cho các bác cắt cỏ gia đình, cắt cỏ cho trâu, cho cá hoặc là cho bò nhà mình, cắt cỏ sậy, cỏ đồ đều cắt được, cắt cỏ quanh nhà rất hợp lý luôn. Đấy, cỏ khoảng tầm 20-40cm trở lại là các bác có thể dùng được bát cuốc rồi. Nếu mà cỏ cao hơn nữa thì các bác dùng dao dài để cắt nhé. Đấy, con này có số K2 nòng 33 ly, giá của nó là 1.400.000. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K3 nhé, một con máy hàng Echo Curit. Con này thì Echo Curit nó có tên riêng của nó là Echo Curit SRM240A nhé. Con này thì công suất của nó là 24cc và nòng nó là 34 ly, di nguyên bản của quả Curit, Echo Curit nha các bác nhá. Cái này thì tất cả đi chế của nó là đều ring nguyên bản này. Rồi nắp xăng của nó là hoàn toàn là nắp xăng kín hết các bác nhá. Nắp xăng kín, nòng hơi này, bô biếc này. Con này thì sở hữu tay ghi đông của nó là tay ghi đông sừng trâu. Còn các bác nào là muốn em thay tay ghi đông đôi thì em sẽ thay cho các bác nhá. Đấy. Cái giá của con này thì em đã hoàn toàn là bao ship cho các bác rồi. Giá chỉ 1.500.000 thôi. Con này nó nhỏ nhẹ, nó chỉ tầm khoảng 6 kg, 5 kg rưỡi, 6 kg thôi các bác nhá. Em sẽ test thử nhá. Rồi, tình trạng máy nổ rất là gắt. Cái dòng Echo Curit này được cái là các bác cắt cỏ gia đình nó vừa nhỏ nhẹ, vừa bền. Và cái chất lượng của nó thì cái lòng hơi của nó cực kỳ dày luôn. Đấy, cực kỳ dày. Nói chung là các bác cắt cỏ thường xuyên thì con này cắt cũng rất là tốt. Ngày nào các bác cắt cũng được. Vì nó độ khỏe của nó, độ cái độ cắt, cái độ cái lòng hơi của nó rất là tốt. Và nói chung là các bác cắt thường xuyên nó không bị nóng. Đấy, và nó cực kỳ tiết kiệm xăng nhá. Cái dòng Echo Curit này. Đấy. Con này thì con K3 lòng 34 ly, giá của nó là 1.500.000 các bác nhé. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K4, một con máy rất là đẹp. Con này cũng là Echo Curit, nhưng mà con này thì nó xịn sò hơn một cái là nó có chụp giật trợ lực lớn và tình trạng con này nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó đi hoàn toàn là lắp xăng kín luôn, cũng là chế chiếc này. Rồi các bác thấy cái tình trạng cơ chế của nó là rất là mới này, vàng ươm rất là mới các bác nhá. Rồi các bác để ý này, cái phần nắp xăng này chứng tỏ cái máy này còn rất là đẹp. Đấy, rồi nòng hơi này, bình xăng này, bô biếc này,
Đấy, rất là mới. Và đặc biệt nữa thì con này nó có cái giật trợ lực lớn. Đấy, cực kỳ dễ nổ luôn. Kéo nhẹ là nổ này, tem mác này. Đấy, bình xăng dưới. Tất cả đều nguyên zin. Cái máy này phải đẹp trên 80%, cực kỳ đẹp. Rồi con này thì tất cả là chắn cỏ này. Rồi bát cước zin này, em đều để nguyên zin nguyên bản luôn. Đặc biệt cái dòng Kirit, Echo Kirit này thì kéo cực kỳ dễ nổ. Và đặc biệt nữa là nó cực kỳ tiết kiệm xăng các bác nhá. Cái dòng Echo Kirit này, cái nòng hơi của nó xài cực kỳ tốt. Đấy, rất là bền. Và cái độ ăn xăng của nó thì rất là ít. Một ngày ví dụ như các bác phát con này, phát cỏ gia đình chỉ cầm khoảng tầm nửa lít thôi. Là các bác phát nguyên nửa ngày rồi. Đấy, nửa lít thôi, các bác phát thoải mái luôn. Đấy, cực kỳ bền, nói chung cắt cỏ gia đình. Còn cỏ cao một chút thì các bác lắp dao. Còn cắt cỏ tầm khoảng tầm 20-40 cm nhỏ nhỏ như thế này, các bác dùng cái bát cước zin của nó thì xài rất là ngon. Đấy, cắt cỏ gia đình. Rồi, em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Con số K4 nhá. Rồi, tình trạng máy nổ rất là ok các bác nhá. 1 triệu con này con số K4 nòng 34 ly giá chỉ 1.600.000 thôi các bác nhá. 1.600.000, một con máy rất là đẹp. Đấy. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K5 nhá, một con máy hàng Robin. Con này thì nó cái tên riêng của nó là Robin Robin LP2560H. Con này thì công suất của nó là 25cc và nòng nó là 34 ly luôn. Hệ zin nguyên bản của dòng Robin. Con này thì tất cả đều hoàn toàn là bố tum liền, bố tum sắt. Con này thì các bác có thể dùng cắt cỏ bơm nước, cắt cỏ số lượng nhiều trong gia đình. Đấy, bác nào đang muốn mua một cái máy cắt cỏ Nhật bãi mà tầm trung trung một chút ấy, mà cắt cỏ khỏe, cắt thường xuyên cả ngày mình cắt luôn ấy, thì có thể dùng con này. Rất là bền, chất lượng cực kỳ tốt. Đấy. Con này thì sở hữu tay cây đông của nó là tay cây đông đôi nhá các bác nhá. À, tay cây đông đôi, tay cây đông lệch. Đấy, khá là to. Con này thì độ nặng của nó trung bình khoảng tầm 6 kg các bác nhá. Nó đi chế rin của nó là chế rin chế Gomaro, chế tự động nhá. Gomaro tự động. Và nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới này, tất cả đều nguyên zin. Cái dòng Robin này cắt cũng rất là bền, nói chung là về độ bền và tiết kiệm xăng của nó cũng rất là tốt. Đấy, cái này có tất cả là đều nguyên zin hết. Nó đi hoàn toàn là bố tum liền và cần nắp của nó là cần 24, đầu bò chắn cỏ cần nắp là đều nguyên zin cho các bác luôn. Còn nguyên cái ốc hông cực kỳ êm luôn. Đấy, zin nguyên bản, con này zin nguyên bản 100% của máy Nhật. Em sẽ test cho các bác nghe thử nhá. Cái tiếng ga anti của nó thì rất là êm nhá các bác nhá. Và cái tiếng kéo ga của nó thì rất là gắt. Đấy, các bác có thể cắt cỏ, nói chung là dao 30, 35 đều cắt được. Con này cắt cực kỳ ngon. Con này là con số K5 lòng 34 ly hệ Robin. Con này giá của nó là 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000. Tình trạng máy cũng rất là đẹp. Các bác thấy đây, tình trạng zin nguyên bản luôn, không bể vỡ gì hết. Đấy, zin nguyên bản. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K6 nhá, một con máy hàng Huvala Thụy Điển nhá. Con này thì nó có tên riêng của nó là Huvala 322T. Con này công suất của nó là 22cc và nòng nó là 32-33 ly các bác nhé. Con này thì tất cả là zin nguyên bản luôn, của hàng của Thụy Điển. Chế chiếc này, rồi nòng hơi này, bô biếc này, tất cả đều nguyên zin. Con này thì các bác cắt cỏ gia đình tầm trung, nói chung là các bác là thích những cái dòng máy mà Huvala Thụy Điển, của dòng Thụy Điển thì có thể lấy con này cắt cỏ trong gia đình mình. Cắt cỏ khoảng tầm 1 hecta trở lại, con này cắt rất là ngon. Đấy, đặc biệt như thế. Con này thì em lắp tay cây đông của nó là tay cây đông sừng trâu zin nguyên bản nhé các bác nhé, zin nguyên bản của dòng Huvala này. Nếu các bác muốn đổi qua tay tay đôi này em sẽ đổi cho các bác hoàn toàn miễn phí luôn. Đấy, tất cả là đều nguyên zin hết. Độ nặng của con này thì tất cả nó nặng khoảng tầm 6 kg thôi nhá, 6 kg. Con này tình trạng nó này là tên tên của nó là 322C này. Đấy, Huvala này, Huvala của Thụy Điển này. Đấy, Huvala Thụy Điển. Đấy, tất cả đều zin nguyên bản, tem mác của nó luôn, số series đầy đủ ở trên này luôn, năm sản xuất các thứ đầy đủ hết các bác này. Đấy, Huvala luôn. Rồi em sẽ test nổ các bác nghe thử con này nhé.
Con này thì hôm qua cũng hồi sáng có anh trai nào hỏi con, hôm qua em mới đăng con số M8 ấy, còn không thì hiện tại con đấy em bán rồi, nên em nên cho anh đấy là một con số K6 con khác nhé, cũng y hệt như vậy luôn, là một cặp luôn đấy. Tình trạng máy nổ rất là gắt các bác nhá. Đây là công tắc nguyên zin của nó trên này. Đấy, gà rất là gắt luôn. Các bác chỉ cần kéo nhẹ cái nổ ngay này, rất dễ nổ luôn. Đấy, tiếng gà của nó em để hơi thấp một chút. Rồi, con này có số K6 các bác nhá, nòng 32 ly. Hàng này zin nguyên bản của hàng Thụy Điển nên giá của nó hơi cao một chút, nhưng mà con này xài rất là bền. Cái độ bền của nó rất là cao. Nói chung là các bác nào thích những cái dòng mà hàng Thụy Điển hoặc là hàng Đức ấy thì có thể dùng những con này. Đấy. Con này là giá của nó là 1.900.000 nha các bác nhá. Rẻ hơn không con hôm qua là 50.000. Đấy, vì con này thì nó tem của nó bị mờ lên một xíu thôi. Nên nó rẻ hơn 50.000. Đấy. Rồi, giờ em sẽ tranh thủ lên cho các bác con số K7, một con máy hàng Baolo, một con máy hàng Shindawa. Con này tên riêng của nó là Shindawa đây, Shindawa SK35FB nhé các bác nhé. Con này thì công suất của nó tận 35cc và lòng nó là 38 ly. Con này thì tất cả đều zin nguyên bản luôn, đi hoàn toàn là bố tum rời. Các bác thấy cái tình trạng bố tum này, các bác thấy tình trạng màu sắc con này rất là đẹp, toàn bộ là zin nguyên bản hàng nhôm bằng nhôm sắt hết, cực kỳ chắc chắn luôn. Con này thì bao cho các bác này độ khỏe là một này và độ chắc chắn là hai này. Con này thì các bác nào mà sử dụng những con máy cần mà nhỏ nhỏ khoảng tầm 22 26 đã khỏe rồi. Con này có tận 35cc nữa thì nó khỏe rất là hơn rất là nhiều. Đấy. Con này thì nòng hơi tất cả đều nguyên zin hết. Rồi chắn nói chung là chế chiếc này, rồi bình xăng lớn này, con này zin nguyên bản 100% luôn. Dây da cũng rất là đẹp. Đấy, tất cả đều nguyên zin hết. Tất cả là đều nguyên zin hết các bác nhá. Cần nắp này và cái đầu bò nó các em còn để nguyên cái phần cái bát cước zin nguyên bản luôn. Đấy, các bác thấy cái cần nắp còn rất là mới này, chữ chiếc này. Tất cả đều nguyên zin. Các bác thấy cái ống cần này cực kỳ đẹp luôn. Các bác nào đã muốn mua một cái máy cắt cỏ lớn một chút, về cắt cỏ số lượng nhiều ấy, thì có thể nghiên cứu đến con này. Cắt kiểu nói chung là cái dòng Shindawa rất là bền. Các bác ở dưới Bình Thuận là cực kỳ thích những cái dòng máy Shindawa như thế này. Đấy, xài rất là sướng, rất là phê và độ bền nó rất là cao. Đấy. Đợt vừa rồi em nói chung là em cũng có bán ít dòng Shindawa bình xăng trên ấy, hàng F35 bình xăng trên. Các bác thấy sử dụng nó rất là thích. Có nhiều bác còn hỏi đi hỏi lại những thêm cho các bác khác ở gần nhà luôn. Đấy. Tất cả là đều nguyên zin luôn, các bác thấy tình trạng cái chụp giật của nó này, chứng tỏ cái máy này còn rất là mới luôn. Shindawa S35, đấy, tem mác Made in Japan. Đấy, số series đầy đủ cho các bác luôn này. 101 này, 3848 này, tất cả đều nguyên zin luôn, cực kỳ xịn sò. Đấy. Rất là mới, em sẽ test thử các bác nghe nhé. Công tắc của nó là nguyên zin ở đây luôn các bác nhá. Đấy, tất cả đều zin nguyên bản luôn. Nói chung là cực kỳ xịn sò. Đấy. Rất đẹp. Con này con số K7, một con máy Shindawa S35. Con này nòng 38 ly, giá của nó là 2.200.000 thôi các bác nhá. 2.200.000. Đấy, cực kỳ VIP. Rồi, tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K8 nhá, một con máy hàng Makita. Con này thì Makita động cơ 4 thì. Ở trên này nó ghi chữ Makita ở trên này. Các bác thấy tình trạng nó in nổi in 3D trên này, Makita. Trên này nó ghi chữ 4 thì. Đấy, công tắc nguyên zin. Con này thì tên riêng của nó là Makita MM
427T các bác nhé. Con này công suất của nó là 26cc. Mà nói về độ HP như dòng máy HP của giống như dòng Honda hay thì con này nó ngang khoảng công suất của con GX25 các bác nhé. GX25. Con này thì nòng nó khoảng tầm 34 ly. Đấy. Con này thì chế của nó này đi nguyên bản là chế có một rồ chế tự động nhá. Và lòng hơi này, bô biếc này, bình xăng này, tất cả đều nguyên zin và đặc biệt cũng có rất trợ lực các bác nhá. Kéo rất là nhẹ. Nó đi hoàn toàn là bố tum liền, bố tum sắt, đầu bò nói chung là công tắc của nó là đều nguyên zin. Có kệ bảo vệ bình xăng ở dưới cho mình. Đấy. Đầu bò chắn cỏ cần nát là đều nguyên zin. Nói chung là cái này thì thích hợp cho các bác nào mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu hoặc là mình chưa quen sử dụng máy cắt cỏ ấy thì có thể dùng con này, cực kỳ dễ dùng luôn. Con này thì thích hợp cho các bác tầm trung tuổi hoặc là các anh trai chưa từng sử dụng máy cắt cỏ bao giờ. Con này thì chỉ cần các bác mua xăng loại xăng Ron 9295 các bác đổ bên này là các bác sử dụng ngay. Nó y hệt như con như kiểu là mình đi xe máy thôi các bác. Đấy, chỉ các bác chỉ mỗi xăng là đổ vào là dùng thôi. Rồi em sẽ test các bác nghe thử nhá. Rất là nhẹ nhàng, dễ nổ. Rồi, rất là êm các bác nhá. Nói chung là con này thì tất cả đều nguyên zin hết. Cần cái tay ga của nó là tay ga 2 chế độ luôn, bóp tự nhả này. Đấy, giữ nguyên này, tự nhả này. Con này là con số K8, một con máy lòng 34 ly, động cơ 4 thì xăng trắng không pha nhớt, giá của nó là 2.100.000 các bác nhá. 2.100.000. Con này có thể dùng được bát cước rồi. Các bác cắt cỏ khoảng tầm 20 40 cm trở lại là dùng bát cước rất là ngon, còn cỏ cao hơn thì các bác dùng dao nhé. Đấy. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K9 nhé. Con này cũng là động cơ 4 thì nó cũng là của dòng Makita luôn. Con này thì nó có tên riêng của nó là MM2651LHT. Con này thì công suất của nó cũng là 26cc và nòng nó cũng là 34 ly. Và đế chế của nó cũng là riêng nguyên bản chế của Maro chế tự động luôn. Nòng hơi này, rồi bô biếc này, rồi bình xăng dưới này, tất cả đều nguyên zin luôn. Đấy, màu sắc của con này cũng còn rất là đẹp, có thể thấy tình trạng màu sắc này. Nó in nổi chữ Makita trên này, rồi nghi 4 thì trên này, công tắc của nó là đều nguyên zin. Con này là tay ghi đông của nó là tay ghi đông sừng trâu các bác nhé. Các bác nào mà không quen sử dụng tay ghi đông sừng trâu thì em sẽ đổi cho các bác là tay ghi đông đôi luôn. Nhưng mà các bác là thích những tay ghi đông thon gọn như thế này cắt cỏ gia đình thì con này cũng rất là ngon. Nói chung là động cơ 4 thì con này thì xài cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Đấy. Đầu bò con này thì zin nguyên bản 100% từ đầu bò, chấn cỏ này, cần nắp này, tất cả đều nguyên zin hết. Rồi em sẽ test các bác nghe thử nhá. Con này là con số K9. Rồi, tình trạng rất là dễ nổ các bác nhé. Con này có số K9 nòng 34 ly, giá của nó là 2.100.000. Dòng Makita động cơ 4 thì đời mới nhé. Rồi, tiếp theo nữa sẽ giới thiệu các bác con số K10. Con này cũng rất là xịn sò. Con này nó có tên riêng của nó là Rabbit BH2660H. Con này là quả dòng Robin các bác nhé. Con này cũng động cơ hoàn toàn là 4 thì xăng trắng không pha nhớt luôn. Con này thì đi chế của riêng của nó chỉ có một rồ chế tự động này. Rồi nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới còn rất là mới đây. Các bác thấy tình trạng bình xăng dưới này. Màu sắc con này còn rất là đẹp. Đấy. Nó đi hoàn toàn cũng là bố tum liền các bác nhé, cũng có kệ bảo vệ bình xăng ở dưới cho mình luôn. Đấy, cái này thì còn nguyên cái ốp hông cực kỳ xịn xò luôn, cực kỳ êm ái luôn. Con này thì các bác thấy cái tình trạng bắt cỏ bắt cước của nó em vẫn để zin nguyên bản ở trên đầu các bác nhé, để các bác về sử dụng là luôn bắt cước green của nó cũng được. Cái này sử dụng bắt cước cực kỳ ngon luôn, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, em sẽ test nổ các bác nghe thử nhé. Rất là mới. Rồi, con này là con số K10, một cái máy lòng 34 ly. Giá con này là 2.100.000 các bác nhá.
tình trạng màu sắc rất là đẹp. Các thấy tình trạng này, dính nguyên bản luôn, rất là mới. Đấy. Giờ em sẽ tranh thủ vô cho các bác là ba con máy bơm mili nhá. Con này thì con Talaka này thì em cũng có quảng cáo sơ qua rồi. Giá con này là 1.200.000. Các bác thấy tình trạng nó ốc ác của nó này, cũng rất là vàng. Con này là tên riêng của nó là Talaka Talaka TCB25. Con này công suất của nó là 25cc và nòng nó là 34 ly các bác nhé, 34 ly. Con này thì riêng nguyên bản luôn, độ nặng con này thì khoảng tầm 5 kg nhé. Con này thì mức nước bơm của nó thì nó bơm khoảng tầm 118 lít trên 1 phút và nó đi ống là ống 34 nhá. Nó hút vào là ống 34, ống xả ra là ống cũng là ống 34 hoặc 27, các bác sử dụng đều được. Cái này thì chủ yếu là các bác bơm gia đình, bơm từ dưới ao hồ lên, hoặc là bơm mình rửa xe, hoặc là bơm nước tưới rau tưới đồ các thứ đều được. Đấy. Bơm giếng hoặc là nước ăn các thứ cũng rất là ngon. Mức nước nói chung là nó đi khoảng tầm gần một cuộn ống các bác nhá. Nó đi khoảng tầm 35 m, kéo ống khoảng tầm 35 m và xả ra khoảng tầm gần được 5 m là kéo được bơm được nước, bơm mức xa của nó ấy, gần khoảng tầm 5 m. Đấy. Rồi em sẽ các bác test, các bác nghe thử nhá. Rồi, cái con số K11 này thì nó không cần công tắc các bác nhá. Các bác chỉ cần kéo nhẹ ga thế này nó sẽ có ga anti, còn kéo nhả mạnh hết cỡ này thì ga sẽ sử dụng để bơm nước. Đấy, còn ga anti thì các bác chỉ cần kéo nhẹ thế này là ga anti này, còn tắt đi các bác cần kéo ga lên là nó tắt đi. Đấy. Rồi, con này có số K11 nòng 34 ly, giá của nó chỉ 1.200.000, zin nguyên bản quả Nhật luôn, made in Japan này. Đấy. Tất cả đều nguyên zin, xịn sò. Rồi tiếp theo nữa em sẽ vào cho các bác con số K12. Con này con bơm Cosin các bác nhá. Con này thì tất cả đều dính nguyên bản. Con này công suất của nó cũng là 25cc và lòng nó cũng là 34 ly. Hàng dính nguyên bản của hàng Cosin này, Cosin Japan này, Kyoto Japan. Đấy. Con này thì nó bơm của nó cũng nước cũng khoảng tầm 120 lít nước trên 1 phút các bác nhá. Đấy. Nó đầy đủ hết cho các bác này. Tên model của nó là SEV25L. Đấy. Và nó đi đường ống của nó là ống 25 này, ống 25. Đấy, các bác thấy tình trạng nó bơm nó ghi dưới này. Nó đi được ống 25 và nó kéo được ống của nó là khoảng tầm 32 m. Và mức nước của nó là bơm hoặc 110 lít trên 1 phút, 110 lít trên 1 phút thôi các bác. Đấy. Nặng của nó là tầm 5,5 kg. Dính nguyên bản của hàng máy Nhật. Rồi em sẽ test các bác nghe thử nhé. Rồi, con này có số K12, một con máy bơm Cosin, giá của nó là 1.400.000 các bác nhá. 1.400.000, giá đã hoàn toàn bao ship hết cho các bác rồi. Đấy. Cái này là cái chân của nó. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số K13 nhá. Con này cũng là bơm Cosin luôn. Con này thì nó có tên riêng của nó là Cosin SEV25L luôn, của Kyoto Japan. Đấy. Con này thì nó cũng có đầy đủ đây, có ghi ký hiệu đầy đủ các bác này. Đấy, SEV25 này. Và bơm của nó cũng giống như con bên cạnh luôn. Con này là bơm 110 lít trên 1 phút. Và đường ống nó kéo dài có thể được 32 mét ống. Đấy, khoảng tầm gần một cuộn ống các bác nhé. Rồi, em sẽ test nổ cho các bác con số K13 luôn cho các bác nhé. Con này giá của nó cũng là 1.400.000 luôn. Tiếp theo nữa em sẽ vô cho các bác là bốn con máy cưa xích. Con này thì một con máy cưa Echo.
Con này có cái tên còn riêng của nó là Echo 283. Con này công suất của nó là 28cc và nòng nó cũng là 37-38 ly. Con này cưa tay dài các bác nhé. Con này các bác sử dụng gia đình cắt cưa tỉa tót trong gia đình. Con này còn nam sinh của nó là nam rim của nó là nam 3 tấc rưỡi. Còn nguyên này các bác thấy tình trạng của nó là còn nguyên chữ Echo này và xích xiếc của nó này. Các bác xích này thì các bác về chịu khó là mài đi một chút nhá. Mài đi một chút thì mình xài cũng rất là ngon. Cái dòng này thì rất là bền và lợi xăng, khỏe. Đấy các bác cắt cỏ nói chung là cắt cưa gia đình thì cưa nói chung là cây khoảng tầm 20cm trở lại là cưa rất là ngon, hoặc tầm bằng cổ nói chung là ngang đầu gối của mình ấy là các bác cưa, hoặc tầm gang tay này. Đấy, cưa tỉa tót trong gia đình, cưa củi, cưa đồ, các thứ đều được. Đấy. Con này thì nặng của nó trung bình khoảng tầm 5 kg các bác nhá, 5 kg. Phần trên thì các bác sẽ đổi sang pha nhớt này, phần dưới các bác sẽ đổi nhớt để 405 xích này. Công tắc zin của nó thì các bác là bật lên. Đấy, bật lên này nở e của nó bên cạnh đây. Em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Rồi, em thấy tình trạng máy nổ rất là cực kỳ dễ nổ luôn. Dòng này thì rất là bền cho các bác. Đây, các bác chỉ cần kéo nhẹ là cái nó nổ ngay. Đấy, cực kỳ dễ nổ nha các bác nhá. Con này có số K14, giá của nó là 1.650.000. Máy cực kỳ rẻ luôn cho các bác luôn. Tất cả là đều nguyên zin. Đấy, đầy đủ chức năng. Đấy. Về các bác chỉ việc đổi xăng vào pha nhớt và các bác là cưa xích thôi, là cưa thôi. Rồi, tiếp theo nữa sẽ giới thiệu các bác có số K15 nhá. Con K15, một con máy hàng Ruby. Con này thì nó có tên riêng của nó là Ruby ES32DVL. Con này công suất của nó là 32cc và lòng nó là 38-39 ly. Con này cũng là cưa tay dài các bác nhá. Con này đậu nặng của nó khoảng tầm 5 kg. Các bác lưu ý cho em là phần này các bác sẽ đổi xăng pha nhớt này, phần bên này các bác sẽ đổi nhớt để 405 xích này. Nói chung là dòng Ruby này thì nó bơm nhớt rất là tốt nha các bác nhá. Bơm nhớt rất là tốt. Con này thì nam của nó cũng là nam, rim của nó là nam 3 tấc rưỡi luôn. Đấy, xích của nó cũng là đi xích chất nhỏ. Nói chung là các bác về sử dụng để tỉa tót hoặc cưa củi cho đồ trong gia đình thôi. Nam của nó là nam 2 chân ốc cho các bác luôn. Đấy. Thì các bác thấy tình trạng bô biếc này còn rất là sáng luôn. Đấy, tất cả là đều nguyên zin. E của nó đây, cách sử dụng của nó thì các bác đóng e, bật công tắc, các bác giật là nổ thôi. Đấy. Rồi, tình trạng con số K15 này nổ cũng rất ok các bác nhá. Con này giá của nó là 1.750.000. Đấy, các bác về nói chung là sử dụng cưa tỉa tót trong gia đình xài rất là ok luôn. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu bác con số K16 nhá. Con này là một con máy cưa Makita. Con này nó có tên riêng của nó là Makita E2835. Con này công suất của nó là 28cc và lòng nó cũng là 37-38 ly đấy các bác. Con này thì cũng là một con cưa tay dài của hiệu Makita. Đấy, con này zin nguyên bản của nó là lam 4 tấc nhá. Xích của nó cũng là đi xích chuột nhỏ. Các bác sử dụng về con này thể sử dụng được ngay. Xích ring của rất là sắc luôn. Đấy. Tất cả là zin nguyên bản luôn. Lam của nó là lam zin tản nhiệt không cong vênh các bác nhá. Rất là trơn tru. Màu sắc con này còn rất là đẹp. Tất cả đều nguyên zin. Cái này thì nó hơi bị ở đây một chút thôi, nhưng mà tình trạng nó còn rất là ngon nên giá nó rẻ hơn một chút. Đấy. Lam của nó lam 2 chân ốc này. Còn rất là mới luôn. Đấy. Em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Dòng này thì cực kỳ dễ nổ luôn, các bác để bao lâu cũng giật cũng dễ nổ luôn. Rồi, con này có số K16, giá con này là 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000, giá đã hoàn toàn bao ship cho các bác rồi. Tình trạng con này các bác sử dụng rất là bền. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu bác con số cuối cùng nhá, một con số K17 nhá. Con máy hàng Makita. Con này thì nó có tên riêng của nó cũng là E2830. Con này thì công suất của nó cũng là 28cc và nòng nó cũng là 37-38 ly. Một con máy cưa tay dài, nam ring của nó là lam 4 tấc, lam tản nhiệt không cong vênh nhé các bác nhé. Con này thì còn nguyên chữ Makita ở trên này, xích xiếc còn rất là sắc này, rất là mới luôn. Đấy, tất cả đều nguyên zin nguyên bản của Nhật hết. Các loại con này thì các bác có vú bơm xăng phụ ở trên,
400 phụ ở trên. Và cái này các bác tỉa tót trong gia đình mình, cưa cùi cưa đồ thì rất là bền, cực kỳ chắc chắn. Những cái dòng Makita và cưa xích Ruby này, em nói chung là em bán thì các bác chạy rất là sướng. Đấy, tất cả đều nguyên zin. Cái này thì các bạn thấy tình trạng cái ốp của nó này rất là mới, nang của nó là 52 chân ốc các bác nhé, rất chắc chắn luôn. Công tắc này chị test các bác nghe thử nhé. Tình trạng máy nổ rất là gắt các bác nhá, rất là gắt luôn. Các bác lấy con này, các bác lấy con này về tỉa tót trong gia đình thì rất là phê luôn các bác nhá. Cắt củi, cắt đồ hoặc là cắt Tết cuối năm, cắt củi nấu bánh chưng hoặc là cắt tỉa tót cây trong vườn, sử dụng gia đình rất là đẹp. Cái này rất là mới này, các bác thấy tình trạng màu sắc này. 1.750.000 một con máy cưa xích tay dài của Zing nguyên bản quả Nhật, dài rất là bền, rất là sướng. Con này giá của nó là 1.750.000 nhé các bác nhá. Rồi. Em cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác là có 10 con máy cắt cỏ này, một con bao lô này, bốn thì này, có bốn có ba con bơm mini này và bốn con máy cưa xích này. Đấy, các bác thấy những con máy nào em vừa đăng xong thấy ok hợp lý thì liên hệ em qua số điện thoại là 0947 nhá, 594678. Các bác xem xong thì chốt ngay, liên hệ em ngay để được cái máy của mình yêu thích nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin cảm ơn các bác đã xem hết đến video đến tận bây giờ. Cảm ơn các bác trong thế hay trong đợt. Rồi, xin chào các bác.